Vậy thì câu hỏi là bây giờ đó chúng ta còn nhiều người mới trong thị trường này hay là không? Thì thật ra chúng ta đang ở mức rất là thấp. Các bạn thấy được đây là tài liệu được chia sẻ bởi OnChain College dựa theo cái khái niệm Hardaway của Classno. Thì để thường giải cái cách đơn giản nhất với các bạn thì đây đó là đại diện cho cái số lượng người lưu trữ đó từ một ngày cho đến 6 tháng. Đối với OnChain College thì Người này nghĩ là những người mà lưu trữ Bitcoin từ một ngày đến 6 tháng đó là có thể hiểu là những nhà đầu tư ngắn hạn có thể là những đầu tư mới trong thị trường này thì cái con số phần trăm đó là bao nhiêu bây giờ đó đang ở mức rất là thấp chúng ta thấy được là chỉ còn có 23,1 địa chỉ ví là từ một ngày cho đến 6 tháng mà thôi bây giờ chúng ta là mức rất là thấp thậm chí còn thấp hơn cái lúc mà mọi người lo sợ khi mà dịch bệnh bùng nổ năm 2020 nữa lúc đó chúng ta thấy là có tới 25,5 là cái địa chỉ ví từ một ngày cho đến 6 tháng Trước đó nữa là mùa đông crypto năm 2018 thì có tới 24,7% và trước đó nữa là năm 2016 đó mùa đông đó là có 23,7% có nghĩa là bây giờ dựa theo dữ liệu này đó chúng ta không còn những người mới nữa đâu chúng ta chỉ còn con số rất là thấp và một số những người mới này đã sẽ trở thành những hodler dài hạn các bạn nghĩ sao về những thông tin này các bạn hãy comment ở bên dưới Bây giờ chúng ta nói tới một số những cái thông tin nổi bật đi rồi sau đó Thùng sẽ chia sẻ với các bạn về danh mục đầu tư cũng như chúng ta cũng sẽ chung mình giá tại vì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật chúng ta dành ngày này để mà tiếp tục trung bình giá thì chúng ta thấy được đó là một trong những thông tin mà thùng muốn chia sẻ thêm với các bạn là những nhà lập pháp ở New York đó vừa thông qua dự luật cấm đào Bitcoin chạy bằng năng lượng carbon thì nếu như mà thống đốc ký đó thì sẽ trở thành luật thống đốc cũng có thể là không ký nhưng mà khả năng là thống đốc sẽ ký tại vì đây đã được thông qua bởi những nhà lập pháp ở New York rồi hiện bây giờ đó chúng ta thấy là điều này có ảnh hưởng lớn đối với cái việc đào BTC hay không thì cũng không có đâu các bạn các bạn thấy được là thường không nghe nói nhiều công ty đào BTC ở New York nhưng mà thật sự họ nói cấm ở đây đó là cấm những công ty đào chạy bằng năng lượng carbon mà thôi nếu như mà một công ty đào mà có thể sử dụng năng lượng tái tạo đó thì sẽ tiếp tục hoạt động ở New York mà New York cũng không phải là một nơi lớn mà có nhiều công ty đào và đương nhiên chỗ này không có chấp nhận chỗ kia sẽ chấp nhận các bạn thấy được chúng ta có thông tin ngày hôm thứ năm đó, một ngày trước đó chúng ta đã thấy được là công ty Big Zero đã gây dựng một cái tổng công ty ở tiểu bang North Dakota và họ gây dựng một cái xưởng đào quy mô khoảng chừng là 400 cho đến 500 triệu đô la để mà đào BTC ở tiểu bang North Dakota và họ cũng đã kêu gọi được 100 triệu đô la từ nhà đầu tư và chuẩn bị có bán chứng khoán IPO ở Canada trong vòng 60 ngày tới đây và đây đó là một cái uh, công ty mà họ sẽ mướn khoảng chừng 15 cho đến 20 người và khi mà họ đào BTC đó thì trong quá trình đó sẽ tạo ra nhiều khí nóng cái khí nóng đó, đó, là sẽ được dùng để có thể sản xuất thực phẩm các bạn thấy được đó là đương nhiên nơi này không chấp nhận nơi kia cũng sẽ chấp nhận và tại sao đương nhiên tại vì công ty đào cũng là một công ty chứ họ sẽ mướn người họ sẽ đóng thuế và một trong những nhà đầu tư nổi tiếng ủng hộ công ty Bitzero này đó chính là một trong Shark Tank investor Kevin O'Leary một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin nhận được đó là quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật cấm phát hành stablecoin bởi các tổ chức phi ngân hàng Quy định việc phát hành stablecoin đã chỉ giới hạn ở các ngân hàng được cấp phép đại lý chuyển tiền để đăng ký và các công ty quỹ thác và sẽ có hiệu lực vào năm 2023. Thì đây chỉ là một cái tài liệu đến từ Nhật Bản mà thôi tại vì cái sự kiện liên quan tới Luna và UST đó thì họ đã ra cái luật này. Thì có nghĩa là những công ty mà không có giấy phép chuyển tiền hay là không có ngân hàng đó thì sẽ không tự đưa ra một đồng ổn định được thì tôi không biết là khi mà áp dụng sẽ ra sao nhưng mà chúng ta thấy được là sẽ có hiệu lực vào năm sau năm 2023. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với những đồng ổn định bây giờ như là đồng USDC hay là USDT tại Nhật Bản thì cũng chưa có rõ nhưng mà theo quy định này đó tôi nghĩ là những công ty phát hành thì họ cũng sẽ xin giấy phép hoạt động như một ngân hàng hay là lại lý chuyển tiền ở Nhật Bản để có thể tiếp tục có đồng của họ hoạt động trong những sàn giao dịch. Đó là ý nghĩa của thuật mà thôi. Và chúng ta cũng sẽ dành phần cuối của video này để mà nói tới chung bình giá đi thì thường cũng đã chia sẻ với các bạn cái danh mục đầu tư mới nhất đó là chúng ta thấy được là bây giờ đã tổng cộng là 56% là BTC Ethereum là 25%, BNB là 11%, Cardano là 5%, BitDAO là 1%, CO là 1,5% và những đồng khác đó thì rất là ít 0,5% mà thôi như là Solana, FTT và Polkadot Thuận chia sẻ cái thông tin này với các bạn hàng tuần đã không phải là để các bạn copy theo hay gì hết á Thuận chia sẻ chỉ đơn giản là tại vì Thuận muốn các bạn nắm được thường năng lưu trữ những đồng nào Để cho khi mà Thuận chia sẻ thông tin hàng ngày thì bạn cũng có ít ra biết được là Thuận lưu trữ nhiều đồng đó hay là không có lưu trữ đồng đó Và đương nhiên một trong những đồng mà Thuận tích lũy thường xuyên bây giờ hầu như hàng ngày luôn Đó chính là BTC đã tích lũy nhiều tháng rồi Và bây giờ đó Bitcoin chiếm tỷ lệ tới 56% trong danh mục đầu tư của Thuận Crypto nói chung đó thì tổng cộng là chiếm khoảng chừng là 37% danh mục đầu tư của Thuận Các tài sản khác đó là 27,5% và tiền mặt stablecoin là 35% Thì có vài điều Thuận muốn chia sẻ ở đây đó thì nhiều bạn hỏi Thuận là cái số lượng stablecoin tiền mặt đó khi nào Thuận mới dùng để mua crypto Thật ra đó Thuận lưu trữ số tiền này đó bây giờ phần lớn là Thuận đang chờ thị trường bất động sản xem coi như thế nào tại vì Thuận thì có ý định là dùng một phần của số tiền này để mà mua thêm một căn nhà cho mướn tại Cali thì thùng vẫn đang chờ xem coi là tình hình bất động sản ra sao và một điều khác nữa đó là nếu các bạn tính toán cộng trừ xem coi là đồng nào thùng mua thêm hay là bán đó thì rất là khó hay là có bán thêm crypto hay là như thế nào rất là khó tại vì đây chỉ là phần trăm mà thôi các bạn muốn biết động thái đó thì các bạn sẽ không đủ tài liệu đâu tại vì đương nhiên tiền mặt cũng có thể tăng lên nếu như mà thuận có thêm tiền mặt đẩy vào để mua stable coin thì phần trăm này vẫn có thể tăng lên và những phần trăm khác nó sẽ bị giảm xuống và ngược lại các bạn thì được crypto có thể là thuận không bán bất cứ đồng nào nhưng mà phần trăm này vẫn có thể đi xuống nếu như mà giá đi xuống giá những tài sản khác lại có sự tăng trưởng cho nên các bạn chỉ có thể xem những tài liệu này như là một cái snapshot một cái hình chụp trong khoảng đó mà thôi để các bạn nắm được bữa thông tin là Thuận đang đầu tư như thế nào mà thôi Và đương nhiên một số bạn nói Thuận đó là Thuận tin tưởng Bitcoin gì tại sao mà không all in Thì thật ra thường đã chia sẻ với các bạn rồi All in là một cái từ mà các bạn dùng trong cơ bạc mà thôi Thuận chỉ đầu tư dài hạn và quản lý danh mục đầu tư, quản lý rủi ro là một trong những điều rất quan trọng khi mà các bạn đầu tư dài hạn và lòng tin á, với lại all in là hoàn toàn không liên quan với nhau các bạn có thể là cực kỳ tin tưởng trị an hay là luật pháp của nơi các bạn ở nhưng mà thường hỏi các bạn các bạn tin cấp mấy đi nữa các bạn ban đêm ngủ các bạn có đóng cửa khóa cửa chặt chẽ hay không đương nhiên là các bạn nói là có rồi các bạn có thể là rất tin luật giao thông nhưng mà các bạn chạy xe các bạn có cẩn thận hay không đương nhiên các bạn cẩn thận rồi các bạn có thể rất tin con cái các bạn nhưng mà các bạn có dám giao cả gia tài hay là không đó là tùy theo mỗi người mà thôi cho nên tin và all in nó không có liên quan với nhau đâu các bạn quan trọng là quản lý rủi ro mà thôi và đương nhiên chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà nói tới cái danh mục đầu tư demo thì tuần như rồi đó chúng ta cũng đã tiếp tục chung mình giá và tuần này không có sẽ tiếp tục chung mình giá với các bạn và tổng cộng chúng ta bây giờ đã, đã qua tuần thứ 10 rồi và chúng ta thấy được là danh mục này đó đã có từ hai tháng trước và chúng ta thấy được là hai tháng rưỡi qua đây thì nên giá cả không có được tốt thì danh mục đầu tư này ra bây giờ đang âm là 24,49% nhưng mà đương nhiên trung bình giá chúng ta sẽ không biết kết quả đâu đợi cho đến khi nào mà các bạn qua được khoảng chừng là hơn một năm hai năm chúng ta mới thực sự thấy kết quả của trung bình giá này như thế nào và có một Số thay đổi thường muốn chia sẻ với các bạn thì tôi như rồi chúng ta cũng đã nói là thường sẽ tập trung vào trung bình giá Bitcoin và Ethereum thôi để cho nó đơn giản hơn tại vì chia phần trăm tỷ lệ nhiều đồng nên thì nhiều bạn cũng cảm thấy là khó hiểu cho nên đơn giản nhất là thường sẽ trung bình giá Bitcoin và Ethereum. Trước đây đấy, chúng ta trung bình giá nhiều đồng cho nên thường dùng con số là 1000 đô một tuần. Làm ví dụ với các bạn, nhưng mà đương nhiên cái con số này đó thường lấy một ngàn đô để cho nó dễ để chia ra là làm nhiều đồng Nhưng bây giờ nếu chúng ta chỉ quan tâm đến Bitcoin và thì thường sẽ giảm xuống là 100 nửa tuần thôi để cho nó nó thật hơn một chút Đó là điều mà thường sẽ làm bây giờ Và đương nhiên chúng ta còn nhiều những cái altcoin khác đó thường cũng sẽ dồn lại Bitcoin và Ethereum ngày hôm nay Có nghĩa là những cái giá trị, những đồng altcoin này như là BNB đó thường sẽ bán những đồng này trong nhìn mục này và chuyển hết qua Bitcoin Ethereum để chúng ta dễ thấy hơn và bắt đầu từ tuần này trở đi để chúng ta chỉ trung bình giá một tuần là 100 đô mà thôi để cho nó thật một chút và chỉ trung bình giá vào Bitcoin và Ethereum xem coi là kết quả như thế nào thì cái bước đầu tiên đó, thường đã làm đó chính là chuyển hết những cái đồng all coin bên dưới đó vào Bitcoin và Ethereum thì tổng cộng đó là đáng giá 1473 thì khi mà thường chuyển vào Bitcoin và Ethereum đó thì chúng ta thấy là lấy con số này chia hai thì thuận sẽ để thêm vào Bitcoin và Ethereum là 736 đô hai cái bằng nhau tại vì bây giờ trở đi chúng ta chỉ chung mình giá Bitcoin và Ether thôi thì khi mà chuyển nằm đó vào chúng ta sẽ chuyển 50 50 mươi đây chúng ta sẽ mua thêm 0.0245 ở mức là 733 đô và 41 cent cho Bitcoin Ethereum thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự nghe đây chúng ta sẽ mua thêm 0.4 Ether tổng cộng là 424 đô đó là cái bước đầu tiên thường chỉ những coi đó và bitcoin và ethereum thứ nhì chúng ta sẽ chung bình giá tuần này và như thường đã chia sẻ chúng ta chỉ chung bình giá 100 đô vào bitcoin và bitcoin ethereum thôi để cho nó thật hơn mỗi tuần thì 100 đô đó chúng ta chỉ có thể mua được 0.0033 btc mà thôi và ethereum đây thì 100 đô chúng ta cũng chỉ có thể mua được 0.055 ethereum thì coi như là chúng ta cũng đã chung mình giá tuần này rồi từ đây cái gì sau chúng ta sẽ tiếp tục hàng tuần là 100 đô Bitcoin 100 đô Ethereum và qua một thời gian dài hạn các bạn sẽ thấy được là kết quả như thế nào khi mà chúng ta chung mình giá một thời gian dài và đây là những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm nhiều thông tin thú vị với các bạn trong tuần tới đây và một lần nữa đó muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông mô link của thùng capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNEX Và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như như bên nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto hoàn ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got